Xin chào, chào mừng tất cả anh chị, các nhà đầu tư và các bạn đã trở lại với kênh channel của mình nha. Hôm nay Thọ rất vui gặp lại tất cả các anh chị và các bạn. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn thời gian qua đã đăng ký ủng hộ kênh. Và để cập nhật tin bất động sản mới nhất, các anh chị vui lòng bấm nút đăng ký miễn phí và bấm chuông thông báo. Mọi ý kiến đóng góp và nhu cầu về bất động sản, anh chị hãy để lại dưới phần bình luận. Thọ xin chúc tất cả anh chị và các bạn và các nhà đầu tư có một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều năng lượng luôn nha. Rồi, hôm nay em xin giới thiệu tất cả anh chị, các nhà đầu tư và tất cả các bạn một cái sản phẩm bất động sản nữa nha. Thì với sản phẩm bất động sản lần này, em xin đưa tất cả anh chị, các nhà đầu tư đến một địa điểm, đó là thuộc xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An nha tất cả anh chị. Và ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả anh chị, các nhà đầu tư một miếng đất có diện tích là 4.618m² nha tất cả anh chị. Và lô đất này cực kỳ đặc biệt luôn nha, với mặt tiền sông Vàm Cỏ Đông lên đến 85,4m nha tất cả anh chị. Và cũng cực kỳ đặc biệt luôn, với sản phẩm bất động sản này có 511,9m thổ nha tất cả anh chị, gần 512m thổ nha, 511,9m thổ, còn lại là đất cây hàng năm khác nha tất cả anh chị. Một tí nữa em sẽ quét lên không ảnh cho tất cả anh chị xem rõ hình dạng lô đất, cũng như cho anh chị xem sổ cái lô đất này luôn nha. Lô đất này cực kỳ đẹp luôn, với mặt tiền sông Vàm Cỏ Đông lên đến 84,5m, cách lộ DT816 chỉ có 1,1km thôi nha tất cả anh chị, còn cách quốc lộ N2 khoảng 1,5km thôi nha, còn cách chỗ cầu Đức Hòa khoảng 2,3km thôi nha tất cả anh chị, theo đường chỉ bay. Còn các anh chị khu vực Sài Gòn về xem sở hữu lô đất này thì em lấy móc giáp ranh nha, từ ngay chỗ giáp ranh Đức Hòa, từ ngay chỗ Sài Gòn chạy về khoảng 11km nha tất cả anh chị, rất là gần luôn. Em lấy móc giáp ranh nha tất cả anh chị. Còn các anh chị ở khu vực trung tâm quận 1, quận 2, quận 3, quận 4 á, tùy các anh chị ở Bình Dương, Bình Phước muốn về xem và sở hữu lô đất này thì các anh chị cứ về tới ngay chỗ khu vực Đức Hòa, cầu Đức Hòa là em có thể dẫn cho tất cả anh chị xem đất được nha. Thì tùy theo vị trí của các anh chị mà em sẽ hướng dẫn một cái con đường đi thuận tiện nhất nha. Miễn sao về tới cầu Đức Hòa là có thể dẫn cho tất cả anh chị xem đất được. Và em sẽ không để cho tất cả anh chị, các nhà đầu tư đợi lâu. Em xin cập nhật giá bán chính chủ lô đất này luôn nha. Với diện tích là 4.618m², trong đó có 511,9 đất thổ nha tất cả anh chị, còn lại là đất cây hàng năm khác, với mặt tiền sông Vàm Cỏ Đông lên đến 84,5m, nhân vô là 59m nha, 59,5m nha tất cả anh chị. Và giá bán chính chủ là 3,6 tỷ nha tất cả anh chị, là 3 tỷ 6 nha. Và em xin nhắc lại nha tất cả anh chị, giá bán như thế này là cực kỳ êm và cực kỳ rẻ luôn, thì dành cho các anh chị để các nhà đầu tư nha. Giá như thế này là rất là êm nha tất cả anh chị, cực kỳ gần Sài Gòn luôn nha, với mặt sông rất thích hợp cho các anh chị xây các nhà vườn nha tất cả anh chị, hay là xây các những cái biệt thự mini đều đó, với mặt view sông Vàm Cỏ Đông nha tất cả anh chị, cực kỳ đẹp luôn đó, chỉ có 3,6 tỷ thôi nha. Thì bên chỗ chủ thì có trình bày là giá bán chỉ có thương lượng về giấy tờ thôi nha. Còn các anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ qua anh em xem đất và gặp chính chủ nha. Và em xin nhắc lại nha tất cả anh chị, những sản phẩm bất động sản bên em đều là sản phẩm chính chủ hết nha. Thì các anh chị nào có nhu cầu và thiện chí thì xem đất và gặp được chính chủ hết nha. Thì ai đứng tên đất là mình gặp được ngay người đó nha tất cả anh chị. Với diện tích là 4.618m², và có 511,9m thổ nha tất cả anh chị, sản phẩm cực kỳ VIP luôn đó. Và trên màn hình tất cả anh chị, đây là cái hình dạng lô đất nha. Nói chung là em quét hơi dương tí, ngang là 84,5m nha tất cả anh chị, chạy dài vô luôn là 59,5m luôn đó. Lô đất rất là đẹp. Thì trên màn hình tất cả anh chị nhìn rõ nha, phía trước là đó là sông Vàm Cỏ Đông nha tất cả anh chị, có thổ luôn nha, 511,9m thổ nha tất cả anh chị. Thì trên màn hình tất cả anh chị, đây là cái sổ thứ nhất. Lô đất này có hai sổ nha, một sổ là đất cây hàng năm khác là 4.100
107,3 m nha, là đất cây hàng năm khác nha tất các anh chị. Và cái sổ thứ hai đó là sổ thổ nha, 500,9 mét thổ nha tất các anh chị. Đất rất là đẹp luôn đó, cách cầu Đức Hòa chỉ có 2,3 km thôi nha, theo đường chia bay. Các anh chị khu vực Sài Gòn thì cứ ngay móc giáp ranh Đức Hòa thì chạy xuống là khoảng 11 km nha tất các anh chị. Và đây là cái bản vẽ của cái sổ đất cây hàng năm nha tất các anh chị, là 4.107,3 m đó. Một cạnh là 59,5 m nha tất các anh chị. Còn đây là cái sổ thứ hai đây, địa chỉ đây, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An nha, với diện tích là 511,9 m đất ở nông thôn, đây được gọi là đất ONT nha tất cả nha nha tất cả anh chị. Đất ONT cũng như gọi là đất ở đó, đất thổ, đất ở hay ONT là một nha tất cả anh chị. Thời hạn sử dụng là lâu dài. Và cho mình tất cả anh chị, đây là cái bản vẽ của cái lô đất thổ nha tất cả anh chị. Thì hai cái sổ, hai cái bản vẽ đó nói với nhau là liền nhau hết nha. Đó, em đã kiểm tra giấy tờ rồi, đó, đã liền nhau hết nha tất cả anh chị. Lô đất rất là đẹp nha, rất thích hợp cho các anh chị, các nhà đầu tư để mua xây cất một cái nhà vườn đâu đó, hay là cái biệt thự mini có mặt sông, vằm cỏ đông, thoáng mát nha. Vị trí cực kỳ hot nha tất cả anh chị. Và trên màn hình tất cả anh chị, đây là hướng đông bắc, hướng của lô đất nha, hướng đông bắc nha. Các anh chị nào có hướng phong thủy phù hợp vào hướng đông bắc thì mua sở hữu là ok luôn. Nó sẽ đem đến cho tất cả anh chị, các nhà đầu tư may mắn cũng như là tài lộc đến bản thân và gia đình nha. Đây trên màn hình tất cả anh chị nha, thấy nhìn rất là rõ nha, sông vàm cỏ đông nha tất cả anh chị. View này là cực kỳ VIP và cực kỳ hiếm hoi luôn nha tất cả anh chị. Giá nha, giá F0 nha tất cả anh chị, chưa qua đầu tư nha. Sản phẩm này rất là ok. Còn đây là khoảng cách từ vị trí lô đất ra quốc lộ N2 chỉ có 1,5 km thôi nha. Cách lộ DT816 chỉ có 1,1 km thôi nha tất cả anh chị. Em xin nhắc lại nha tất cả anh chị, diện tích lô đất là 4.618 m², với mặt tiền sông dòng cỏ đông là 84,5 m, nhân vô 59,5 m nha tất cả anh chị. Xe hơi là tới đất nha tất cả anh chị, xe hơi là tới đất nha. Xe hơi là các anh chị từ ở ngoài lộ chạy vô là tới đất luôn đó. Và các anh chị cảm thấy sản phẩm này ưng ý, phù hợp với mình, các anh chị cứ mạnh dạn liên hệ vào số điện thoại 0828367167, gặp em là Quỳnh Thọ nha tất cả anh chị. Em sẽ tư vấn cho tất cả anh chị những sản phẩm bất động sản phù hợp vào túi tiền, phù hợp vào hướng và phù hợp vào phong thủy luôn nha. Và hiện tại bên em cũng đang nhận ký gửi cũng như là tìm kiếm những sản phẩm bất động sản theo yêu cầu. Các anh chị đang có nhu cầu tìm đất ruộng, đất vườn, đất mặt tiền, đất thổ, hay là tìm kho xưởng bãi, hay là tìm nhà, thì cứ mạnh dạn liên hệ qua bên em để bên em sẽ cố gắng đáp ứng những sản phẩm bất động sản phù hợp cho tất cả anh chị luôn nha. Còn đây là khoảng cách từ vị trí lô đất giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh 11 km nha tất cả anh chị. Và các anh chị đừng quên bấm nút like và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất về bất động sản. Video đó các anh chị sẽ tìm được những sản phẩm bất động sản thật ý. Chúc cho tất cả anh chị và các bạn, các nhà đầu tư sở hữu những sản phẩm bất động sản thật là đẹp, thật là VIP và với giá tốt nhất thị trường nha. Em cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều. Và lời cuối cùng, xin chúc tất cả các anh chị, các nhà đầu tư cùng với tất cả các đồng nghiệp trên khắp mọi miền đất nước lời chúc sức khỏe và vạn sự thành công. Cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe video. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị những video tiếp theo. Và xin chào tất cả các anh chị.